Mối niên đại gia đình nha. Xin kính chào toàn thể đại gia đình đã đến với kênh Bắc Lê Channel ha. Hôm nay là bắt đầu là gần cuối năm rồi, bác xin chúc toàn thể đại gia đình một năm mới sẽ làm ăn phát tài hơn năm cũ và dồi dào sức khỏe ha. Và đại gia đình thấy cái lô hàng này bác đang đi nè, thấy nó quen quen không? Bác lấy lô hàng Kubota, bác đi lấy hay lấy chỗ này nhưng mà giao cho khác. Cái này bác giao vô tới tận thành phố của Santa Ana của California luôn. Là thành phố Santa Ana là thủ phủ của người Việt Nam á, đông nhất của người Việt Nam á. Nghe đại gia đình có nghe nói Phú Lục Thọ đó là nó đó. Và mời đại gia đình đồng hành với bác ha. Đại gia đình thấy chó đã không? Chó đâu biết chó gì nữa. Tên gì mày? Mày ghét thằng xui xùa. Đừng chó nó có cái tên của nó mình không biết đâu, bắt đầu có nuôi chó đâu biết. Ở trên đời nó có nhiều người thích chó ha, nhưng mà mỗi một người thích nó khác nhau, không có giống nhau. Cũng là thích chó nhưng mà cái cách thích nó khác, không giống. Hôm nay bắt đi vô đây nè, bắt lấy lưu xe tiếp nè, Kubota nè. Đại gia đình thấy xe cái anh Mỹ này không, anh trái á, anh cũ hơn xe bắt xa luôn á. Cần 8 xe dây cột. Cái lô hàng này bắt đi thẳng vô Cali luôn à, không có đi ở ngoài Phoenix. Về vô đo 75. Thường giờ ngay giờ này là ngay 11 giờ giờ đi ăn cơm mới ác chứ. Ăn cơm ăn 2 giờ mới xong. Màu mè gắn cây này cho vui rồi hả? Hy vọng anh lên sớm em chạy anh ơi. Để chiều kẹt xe dữ lắm. Mình bắt đầu hở lóng tay, ngón tay. Lên kiếm cái gì ăn đi, nấu cơm ăn đi. Giờ nóc nhà cho một đống cái gì này là cái gì? Nem hả? Nem chua. Mấy ông nhà thương nghe không, làm cho ông mớ sữa chua đấy, như này kia này dâu ua chứ không phải sữa chua, ăn cho nó đẹp da mặt. Là nước uống nó mát. Okay, ngồi chờ nó nấu cơm chờ nó chín, nãy chạy xuống đây mà quên làm miếng sữa chua kìa. Sữa chua dâu ua giống nhau nè. Trong nhà làm ngon quá nha. Nó chua chua còn ngọt á. Trời tối. Mà kẹt xe quá trời kẹt. Tính về chơi trong nhà một xíu, 3 giờ sáng ra chạy. Dạ giờ không nổi, trời nó kẹt cứng ngắc. Dòng đầu cho lợi giao hàng cho khỏe. Nhờ vậy mà ngủ mới đủ á. Chứ không thôi bây giờ mà 3 giờ sáng thức chạy xuống giao hàng xong giờ là khỏi ngủ. Giờ đuối á. Lát lấy hàng lên chạy không nổi luôn. Chờ cơm chín ăn miếng cơm. Quá wow. Cái hạn mình nó mới đây lẹo hơn chừng tháng là lên tường rồi kìa.
Từ hồi mà lúc bắt bay cái livecam tới giờ là chừng tháng an tuần à. Lúc bắt bay cái livecam lên coi là bên đó chỉ có mới có đắng đổ xi măng thôi. Giờ mà đã lên tới tường. Thì nói chung cũng dễ lắm. Họ xây nhà ở Mỹ xây building hay như nè. Nó dễ lắm, chứ không như ở giống như Việt Nam mình xây phải xây gạch lâu. Cái tường đó họ làm sẵn đâu hãng á. Họ làm bằng móng, đổ xi măng xong là cái tường nó đem lại cái họ ráp vô à. Lẹ lắm, nhanh lắm. Ở cái building này đâu có gì đâu, ở trong cái trống lỏng mà đâu có cần phải finish đâu, đâu cần phải làm cho nó đẹp đâu. Ở trong có gì á, trong lỏng mà. Nói cái anh bên này anh về. Xe Volvo ở đầu đẹp quá trời. Đâu là đầu mới à. Thường ve vô mấy cái này á, đại gia đình đừng có lấy cái thên mà lấy xa quá, phải không? Đúng như lấy gần đừng có dùng bẻ nhiều quá, bẻ ít ít thôi. Bẻ nhiều quá là cái đít nó tán liền. Xe đẹp quá trời, xe mới to. Trời giờ quá rồi lắm, áp luôn á. Trời xe càng ngày vô càng đông quá trời. Cái ông bên đây ông vô sao bắt nữa mà ông xong rồi. Còn mình nó chưa nói gì tới chứ á. Trời trời mấy tiếng đồng hồ ông nội ơi. Giờ mày không xong mà thả ra trễ chạy lội à. Tối nay chạy lội mất nha ngoài. Trời ơi sau khi chờ đợi tới từ hồi 10 giờ tới giờ đã 2 giờ luôn. Trời ơi, má ơi. Không trả thêm một đồng bạc tiền chờ luôn. Không trả một cắc. Đó nhìn nó lô xong rồi đó. Mùa này hầu toàn là xe này nhưng mà xe đi xăng á. Sao nó lót bánh mà lót kỳ vậy ta? Nó không lót mấy bánh trong. Ok, bác mời đại gia đình đồng hành với bác đi chuyến này nha. Chuyến này bác đi vô thẳng thẳng California luôn, mà không có đi vô Phoenix. Chạy 3 ngày tới đó đó. Ok, bác đóng cửa lại kìa. À, giờ bắt đầu bằng viên nè, mình đi xe giờ lái là từ đây lái tới tối là lái con mắt cái lồi ra ngoài luôn đó. Bây giờ mình sẽ bằng quần ngủ, thay quần ngủ qua biến một cái thành qua quần ngủ nha. Giờ biến một cái là giao thành quần ngủ liền. Là quần viên là hồi ship rồi luôn. Tàu lao quá đi. Quần đại nó đi. Ok. Mời đại gia đình đồng hành với bác lên đường nha. Chạy ngày đầu tiên ít nhất phải có 700 mai á. Bác quá ơi là bức xúc luôn á. Bức xúc xong rồi chắc đứng nút luôn á. Cái ngày mà mình đi làm á, bữa nay làm nè, khỏi ra khỏi cho trà nè. Mà hiện tại nhiệt độ nó quá là bơ phình luôn, quá là mát luôn, 68 độ. Trời trời. Hôm bữa mình về nó có 40 độ rồi, trời lạnh quá trời lạnh. Chứ cái này đâu đẹp. Ok, hơi lên đường nha. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Hy vọng ra không kẹt xe không đỡ à. Làm một lon Red Bull ấy. Hồi trước á, bên building cũ đâu có đông như vậy. Giờ quá trời đông. Tại giờ là thấy building sẽ nóng lạnh đâu. Quá trời cái building. Cái này đi vào Santa Ana là ngay trong thành phố Los á, mà trong ngay chỗ cái khu mà Việt Nam ở luôn á. Và còn đây là những hình ảnh của thành phố Santa Ana. Thành phố Santa Ana này á là người Việt Nam mình cho nó là cái thủ phủ của người Việt Nam mình ở đây á. Nó là thành phố Santa Ana nè, Galandro nè, Westminster nè. Ba cái thành phố đó nó chụm lại một chỗ nó mới lồi ra được cái Lido Sài Gòn. Cái chữ Lido Sài Gòn tức là kêu là Sài Gòn nhỏ đó. Nhưng thấy bác thấy nếu đúng mà đặt tên nó phải đặt là New Sài Gòn mới đúng. Tại vì những người Anh ngày xưa đến nước Mỹ đó là họ đem theo những cái tên thành phố cũ của họ, giống như New York nè, New Jersey nè, thấy không? Là những cái thành phố cũ của người Anh ngày xưa đó, họ qua đây cái gì cũng new là mới, thấy không? Thì Sài Gòn mình cũng vậy, nếu đặt là Sài Gòn mới hay là gì đó nó hay hơn xíu ha.
Dạ, ở đây là họ đặt là Little Sài Gòn, tức là Sài Gòn nhỏ. Còn về mức độ dân số á, theo thống kê của năm 2018 á, thì riêng thành phố của Santa Ana không á, là khoảng chừng 369.000. Còn riêng cái cộng đồng Việt Nam không á nha, là khoảng chừng 23.000. Còn thành phố Garden Grove á, là khoảng chừng 47.000. Còn thành phố Westminster á, là khoảng chừng 36.000. Thì tổng cộng ba thành phố này lại á, mới bằng được cái một cái thành phố của San Jose trên miền Bắc à. Mới được có 100.000 người à. Đấy, thấy không? Mình nghĩ là thằng ở dưới Lido Sài Gòn này cộng đồng Việt Nam mình nó đông, nhưng mà nó tại cộng luôn mấy thằng Lost, mấy thằng xung quanh vô, chứ mà so mà nếu mà tính thành phố không á, là cái Lido Sài Gòn ở dưới miền Nam á chưa đông dân bằng cái của trên San Jose nữa. San Jose là 100.000 rồi đó. Cái chuyến này là bắt chạy vẫn 2.000 2.400 mấy chục mai á, 3 lần 7 21 đúng 3 sổ. Ra được chừng tiếng đồng hồ nó kẹt rồi. Đó, sợ không lấy sớm mà vô nằm chờ quá giờ lâu. 10 giờ rưỡi chờ tới 2 giờ luôn. Nó sàn như cái võng mà nó sàn giống như xe mình chạy trên cát vậy. Năm giờ rưỡi rồi, bắt vừa chạy tới tiểu bang Alabama nè. Alabama sao thấy trời buồn quá ta, trong lòng mình buồn á, mình thấy lúc nào cái gì nó cũng buồn.
lên chạy tiếp thì mới ăn cơm no, xuống đi bộ vòng cho nó vui á. Cái giờ rồi xem được, xem được công động đó. Anh em lên đường thì mình cũng lên theo luôn chứ. Trời mau tối quá, không có đèn tối hụ à. Dầu lên giá mắc quá, dầu lên tới 4 đồng mấy luôn rồi. Trời lạnh chết luôn, kéo tàu đi chơi. Chạy được 10 giờ đêm rồi, bắt ghé vô thành phố Jackson của tiểu bang Mississippi đổ miếng dầu. Tối nay chuẩn bị chạy nguyên một đêm. Thường mà lấy hàng ra trễ chạy đêm ngán lắm. Trời thứ hai sáng tiếp à, đi về hướng Tây. Đổ dầu à, ngay đây là ngay nhà của Nick à. Thằng Nick là như là nó 47V đúng rồi đây nè. Tiền đường hết trơn rồi, họ không làm đường nữa đâu. Kỳ vậy. Đó, trời ơi, giật nó. Này ổ trâu nhưng phải ổ gà nè. Trời trời má, không đâu thấy bự gì. Trời trời trời. Trời ơi, trời mưa quá trời luôn. Mà hết cái đường chạy bắt lũi cho bắt ngủ luôn. Cũng 12 giờ mấy 1 giờ gì rồi không nhớ nữa. Ok, see you tomorrow đại gia đình này.
Good morning đại gia đình. Ở sáng mưa quá trời mưa, tập xuống đây bắt ghé vô cây dầu này. Nếu bao lâu không ghé cây này á, nó sẽ xong hài. Bắt ghé vô mà đi tắm á. Luôn bắt quay phim giờ làm phim bây giờ bắt bị đang bị giống như bị bế tắc á, không biết ý tưởng quay sao cho nó hay, giống như thấy cái gì mình cũng quay rồi, cái gì cũng quay rồi, không biết quay sao giờ, khó lòng quá, khó lòng quá. Cũng có mấy anh em nói quay thì bây giờ thôi quay giống như cuộc sống xe tải, mình đi làm sao ăn làm sao quay vậy thôi, thấy không, giống như là giờ sinh hoạt á, giống như sinh hoạt xe tải á, giờ như bắt sinh hoạt làm sao thì quay vậy thôi, thì giờ có nghĩ chắc cứ quay vậy rồi lâu lâu rồi có cái gì thì chim thêm, chứ giờ ý tưởng giống như quay giết quay cũng hết rồi, giờ không biết quay gì nữa. Bữa nay chạy đuối á, qua chạy đuối luôn á, bữa nay là chưa đúng cái tiêu chuẩn của Bắc nghỉ chỗ này đâu. Bắc nghỉ là nghỉ ở cách đây khoảng chừng đâu coi, gần 200 mai á, 150 mai á là cái chỗ nghỉ của Bắc á, mà bây giờ Bắc đang thiếu khoảng chừng 150 mai á, ở chạy giờ phải chạy bù á, rồi qua đuối quá trời đuối luôn, chạy té trời ơi. Đuối mà từ lúc ở bên Louisiana đó chứ không phải là qua tới thịt đâu, mà dán lết tới xịt, trời trời, cái dòng thứ mà buồn ngủ quá mà lái á, trời ơi, nó bắt thấy trong đời không có gì cực bằng cái đó luôn á, trời ơi, lái mà rên than còn hơn cái gì nữa, trời, chạy được tới chỗ lên ngủ mừng húm luôn, lên tới chỗ rồi bắt đầu có ve được đâu, bắt là lúc đó không ve được nữa, cái lỗ trống quá cho bự luôn, mà bắt thấy biết mình về không nổi nữa, cứ kiếm cái lỗ nào mình lụi lại thẳng vô ngủ à, cái lúc ở đâu còn ve được nữa, tại mình ve nữa con lót báo nữa, con công lấy bảo hiểm nữa. Đó, giờ nấu cơm đi, nó tạc tạc vậy coi nào, chúng mấy ông nội ngoại bây giờ lên quýnh cho cha không kịp. Nó hy vọng chạy chuyến này nếu mà có về được về sớm á, bắt đi quay mấy cái hỗ trợ Tết ở cho trà cho đại gia đình coi, nó cũng không có gì nhiều đâu, không vui lắm đâu, nhưng mà nó có ăn hơn không á, nhiều lúc ở nước ngoài mà đâu có đòi hỏi nhiều được, có hỗ trợ rồi vui rồi. Với lại cộng đồng Việt Nam ở Atlanta chưa có mạnh lắm đâu, chưa có lớn lắm đâu, giờ là đã đỡ rồi đó, chứ hồi trước mà bắt mới qua là cũng chưa có lớn lắm đâu. Giờ cũng ok, giống như có hội đoàn này hội đoàn kia tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em rồi đó, thì đấy như là quá vui rồi, có người đứng tổ chức là vui rồi. Mà theo bác biết á, như là theo bác biết hình như là ở Atlanta này có hai ba hội đoàn hay gì phải, như là hai hội đoàn nó họ không hợp với nhau hay gì á, tại bác cũng đâu có rành đâu, bác nói ở lên tà là cho bác đi không có nhà đâu mà thấy ai rành ở không mới biết rồi chứ, rồi bác đi tối ngày pha miếng cà phê xong rồi giọt tiếp đi, trời ơi giờ không có cà phê, uống cà phê này thôi, nên pha đậm xíu đi.
cho mình hai bịch luôn đi, uống cho nó lộ mắt ra ngoài. Đúng rồi, hai bịch đi. Quên rồi, để bắt lấy lấy Red Bull bỏ ra ngoài để lát nó lạnh luôn á. Ồ, đây còn lon nè. Giờ này phải cần Red Bull chống chọi mới nổi nha, trong nữa. Uống Red Bull gạt mà cơm. Nhiều lúc á nấu cơm xong không có gạt. Không có gạt lên á. Ai chơi hai bịch luôn đi, bữa nay chơi sang bữa đi. Giờ này chắc cỡ 9 giờ à. 8 giờ rưỡi 9 giờ cỡ đó, con không biết giờ mấy giờ. Chính xác nhưng mà cỡ đó đó. Ôi, mỗi lần mà lấy hàng ra trễ mệt dữ lắm, bây giờ chạy phải bù 100 mấy chục mai nhiều lắm. Này đúng là uống lộn mất ra ngoài thiệt á. Đậm quá trời đậm luôn. Trời ơi, thường ngày bác uống có một bịch à. Chỉ miếng cà phê nét là bữa nay uống hai bịch, hai muỗng nét luôn. Trời ơi trời. Lao bụi. Ok, lên giọt tiếp đi. Lát ăn cơm. Chân sáng soi đêm rằm, quá rồi tôi mới lắm. Tôi nằm nhớ em thầm trầm, nhớ làng son môi trái tim. Trời, sao mà buồn thế. Âm u. Ờ, anh này đầu sát quá, em tán vô cái kiếm chứa hậu của anh ạ. Cái cây dầu này là nằm ở acid 62 á, ngay thay lờ á. Cây dầu này là bắt hình như là bao nhiêu năm ta, 4-5 năm mới bắt mới ghé. Hồi trước chạy đường Texas á, ghé hoài à. Sau này không có chạy, nó về chạy container đâu có ghé đây nè. Trước này đối diện bắt chỗ này nè là nguyên nhà hàng á, sao giờ nó dọn dẹp mất tiêu luôn à. Hình như họ xây là cây xăng nè. Nhà hàng nó bán là heo nướng đồ ngon lắm mà sao giờ dẹp luôn à. Có cái chuyện này bác thấy nó bác hơi thắc mắc á, bác xin chia sẻ lên đây có anh em nào mà có hiểu gì nó không ạ. Chứ thời buổi hiện đại giờ nói chuyện buồn ngãi nó xưa quá ai mà tin đúng không. Bác có mấy năm lâu rồi bác có coi mấy cái thấy cái kênh của em bé đó nuôi cái con Kumathon gì đó là bùa ngải của Thái Lan á, con búp bê á. Ta xin chia sẻ đây, có anh em nào mà hiểu gì về nó không à.
cái con đó là nó làm sao ta, giống như bác nghe trong chuyện kể á, nếu mà chuyện kể nha thì nó rất là ghê, còn ngoài đời thì nó làm sao bác không rành. Nếu như trong chuyện kể á, là nó là một cái con ma búp bê, rồi mình dước nó linh hồn về, nó ngự cho con búp bê, rồi xong rồi mình đi làm ăn hay mình đi dụ dỗ người này hay mình đi mượn nợ gì đó đại khái gì đó, rồi mình đeo cái con nó theo mình, rồi nó nếu như nó nói với lỗ tai người kia cho mình mượn nợ hay đại khái gì, hay giờ dừng nợ đại khái gì đó ha. Nó có trong chuyện kể là nó là gì, cho nó ăn, nó như nhờ nhẹ thì cho nó ăn bánh, còn nặng á là cho nó uống máu mình, rồi đại khái gì đó. Đó là trong chuyện kể nó vậy, nó nghe chuyện kể, còn không biết ngoài đời nó có giống gì không ta. Nếu mà con ma thông mà hôm mà con có con ma vậy thì sao mà thấy nó dễ dàng quá vậy hả? Có cái kỳ bác có nghe, bác có coi cái clip lâu lắm rồi, cái vụ con ma thông này là nó rộ lên là lâu rồi, 500 năm về trước á. Bác thấy đứa gái, nhỏ gái nhỏ xíu tuổi à, chừng 18-20 tuổi, nó nuôi hai con búp bê, thì bác nhìn nó nuôi, bác nhìn nó giống như là nó nói nó nuôi cho bác nhìn nó giống như là nó mua con búp bê về nhà, nó ngồi nó chưng cho, giống như hồi ngày xưa mình đút nó ăn nước uống rồi đại khái vậy đó, chứ nuôi ma nuôi quỷ gì kỳ cục vậy. Bác thấy là bác thấy không có đúng, giống như nó hô cho nuôi búp bê là cho ăn cho uống, mình nói về những khoa học trước đi ha. Những khoa học á, cái người có cái thể thanh sát này nè mình mới ăn được, rồi mình ăn mới cái chỗ chứa được, thấy không? Chứ giờ cái con búp bê, con cung ma thông đó còn là con búp bê, nó có cái linh hồn không mà nó ăn rồi nó chứa ở đâu? Đó, đó chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là em gái đó chắc lúc đó là làm cái clip với em gái nó muốn quảng cáo bán cung ma thông là thì phải, chứ đâu đâu rẻ đâu, cả chục mười mấy triệu con á. Búp bê nít giờ có mấy trăm ngàn con rồi mà cái con nó bán tới mấy chục triệu à. Cái em đó muốn cho khán giả coi đó, cái khui cái thôi là nó ăn bánh với lại uống nước nước coca, thì khui lon coca ra bỏ cái ống vô cái ống hút nước chảy lên á. Ôi trời ơi má ơi, cái chuyện này con nít nó cũng biết nó sao mà chuyện vậy mà sao mà đi gạt người ta được. Giống như cái nước cái lon coca thì nó có cái gas, mình bỏ cái ống vô thì đương nhiên nó phải sôi cái bọt lên vô cái trong cái ống rồi, hoặc nó đẩy cái ống lên rồi, cái chuyện đó ai mà không biết. Vậy mà thấy quảng cáo đó thôi uống nữa không, uống không. Ôi trời má ơi, sao mà người sao mà dễ tin quá trời trời. Mà bác không biết là ở ngoài đời nó có thiệt cái gì hay không hay là sao, bác không hiểu. Bởi bác mới hỏi anh em có ai hiểu không. Bác nghĩ chắc cũng có chứ ha, nhưng mà nó không phải là dễ dàng như vậy đâu hả. Tại vì chuyện mà bùa ngải á trên đời này là bác biết có thiệt á. Cái gì bác chứng mắt có thấy á, bác mới dám nói nè, cái này là chứng mắt có thấy nè. Cái bùa, tại vì là biết mình Việt Nam mình á là hầu như là bùa lỗ ban nhiều, xài bùa lỗ ban nhiều. Cái người đó bây giờ vẫn còn sống luôn á, có biết người đó luôn vẫn còn sống. Giống như bác xin chia sẻ một xíu luôn, sẵn đang nói vụ bùa ngải ha. Cái bùa lỗ ban á, có thể bác hiểu được á, là nó có nhiều tầng lớp lắm. Giống như mình dùng bùa chú, bùa lỗ ban là mình dùng bùa chú thì mình sai khiến cái người ma quỷ, tùy theo cái tầng lớp mà mình học mình luyện được á, mình sai được sai khiến được cỡ nào, sai ma sai quỷ hay sai thần hay thánh ha. Đâu bác biết rồi, là phần lớn á là mình sai để sai ma quỷ không à, là kêu lộ băng sát đó. Lộ băng sát là cái lộ ban mà mấy người đi làm nhà ngày xưa đó, làm thợ mộc á mà yếm á, ta đó là kêu lộ băng sát. Còn cái lộ ban mà nó cao cấp hơn nữa đó là nó sai khiến được tới thần, tới thần thánh rồi luôn á. Nhưng mà đức độ mình mà đủ á là mình sai khiến tới thần thánh luôn á. Là cái lộ ban đó là cái mấy người đó không có vợ được, nhưng thân thể với trong sạch nó mới luyện được cái chữ bùa cao cái đó. Còn phần lớn bác thấy là như là luyện lộ ban sát không à, là làm thợ mộc nhà cửa đó luyện á. Bác về bác có ông Dượng ở nhà ở Việt Nam, bác hỏi hoài gì nhậu hay hỏi ta làm thợ mộc ta có luyện bùa lộ ban rồi chú có luyện không chú. Ông cười mà làm có mày, lộ ban là gì tao không biết đâu. Ông là dòng họ là từ trên xuống dưới là làm nghề mộc không á, nghề nhà cửa à, nhiều lúc mấy cái đó ta giấu á, ta đâu có cho mình biết đâu.
nhưng mà bắt bước vô nhà, nhưng mà bắt bước vô nhà đó bắt dòm cái bàn thờ là bà biết người này thờ Bùa Lão Quang liền á, là bà đã thấy nó rồi. Ông chú đó là bắt biết hiện tại ông đang sống nè, ông cũng đợn giọng cổ như bắt luôn á. Ông giống như ông Hồng, nhiều lúc ông không học ra mà nhiều lúc đóng dấu chừng ông học, không phải là bên yểm người ta, bên yếm hay là bên giải yếm, ông chỉ nói là ông học bên trị độc thôi à, như rắn cắn bất cứ độc gì á là ông trị hết á, rắn cắn hay bồ cạp cắn gì đó là ông trị được hết. Thì nó có nhiều chữ bùa lắm, bùa là nhiều chữ, mình muốn học cái chữ nào thì mình học chữ đó thôi, giống như nghề thôi, thích lái xe tải thì mình lái, mình không thích lái xe tải thì mình đi làm neo gì đó. Thì cái Bùa Lão Quang nó cũng vậy đó. Ông theo ông nói với bác đó là ông chỉ học có, ông thật sự người ta không nói mình nghe đâu, người ta giấu lắm, nhưng mà lúc bác bước vô trong nhà ông á, bác dòm cái bàn thờ là ông biết ông học Bùa Lão Quang. Ở lúc ngồi nhậu hồi á bác mới hỏi ông, tại bác nghe lâu lắm rồi, bác nghe ông học Bùa Lão Quang mà lâu rồi, bác không có cơ hội hỏi ông. Bữa đó bác về bác nhậu á, bác hỏi ông, ông hỏi đúng rồi, mà ông chỉ kể cho mình nghe một phần nào thôi à. Giống như ông nói là ông không biết thư yếm, đó là chỉ là ông nói thôi, không biết ông biết hay không mình không biết, nhưng mà cái chuyện mà ông trị bệnh ra mà rắn cắn là bác biết đó, là có thiệt đó. Ông Bùa Lão Quang á là người dân sống đến giờ bác biết luôn, bởi bác biết tin là Bùa Lão Quang có thiệt đó. Còn cái vụ mà Cô Ma Thông này bác không biết sao. Cô Ma Thông này nếu mà nói mà giờ đúng theo ý tưởng của mấy người trên mạng nói, hay là ở ngoài đời giờ ta đang nói, chứ không phải trong chuyện nha, ngoài đời thiệt nha. Dụ như người ta nuôi con đó để người ta đi làm ăn, người ta nói chuyện cho người kia nghe, hay là đi mượn nợ đã khá gì đi, rồi thằng khác nó cũng nuôi con nữa, rồi giống thì vậy thì sao ta, đó không, giờ thằng nào cũng nuôi con hết, giờ giống như là nuôi gà vậy hả, giống như thằng nuôi con gà tới giờ đá nhảy đá thả thải đá hả, chứ sao giờ. Giống như bây giờ ví dụ như thằng kia nó nuôi con Cô Ma Thông, mình cũng nuôi con Cô Ma Thông mình để nói chuyện cho nó nghe để làm ăn, chứ ví dụ đó phải không, rồi nó cũng nuôi con Cô Ma Thông, mình cũng nuôi Cô Ma Thông, hai con đánh lộn nhau chứ sao giờ. Vậy thì chẳng khác nào giống như nuôi gà thôi, rồi tới giờ nó thả gà cho đá, thằng nào ăn, thằng nào thắng thì thằng đó ăn thôi, chứ thấy dễ quá thì chỉ có đường đó à, y chang nuôi gà luôn hả. Rồi kẹt xe luôn. Thấy bác thấy Việt Nam bây giờ như là nhiều người nuôi lắm á, bác mới hỏi đại đình á, ở Mỹ không có đâu, nhưng Việt Nam á nuôi nhiều lắm. Mà bác nói thiệt luôn nha, cái bùa ngải á là con dao hai lưỡi, đừng bao giờ đụng nó, đụng tới đó là chỉ có con đường tự vẫn á. Giống như mình sống sao cho nó ấy thôi chứ không. Thường thường bác thấy những người làm ăn á, lớn á, mới xài tới nó nhiều, hay là mấy đó thường xài thì đương nhiên là phải thất đức rồi. Tại vì mình kêu người ta đi làm việc cho mình, như kêu ma quỷ làm cho mình thì nó phải đòi hỏi này hỏi kia, phải làm cho nó, phải ngược lại chứ đâu có dịp làm không với nhau đâu. Mà bác thấy á, cái chuyện mà kể trên mạng họ kể ghê lắm, kể mà nghe thì đương nhiên rồi, cái chuyện kể thì họ phải phân thêm, họ phải làm cho nó rùng rợn để mình nghe mình sợ, chứ bác thấy sự thật ngoài đời á nó phải vậy. Giờ bác lấy thí dụ cái vụ mà bị trùng tang đi, đại gia đình hiểu trùng tang mà đúng không, trùng tang tức là chết, ví dụ như giờ trùng tang tháng đi, là tháng này chết thì tháng sau sẽ có người khác chết, con ma trùng nó vậy, nó kéo cái người kia chết đúng không. Cái này là bác chính mắt bác thấy luôn nha, là bác là người trong cuộc đó, bác thấy luôn á, bác mới dám kể cho đại gia đình nghe đó. Trùng tang ở bác nghe chuyện kể trên mạng hoài, bác nghe bác sợ không chết luôn á. Mà thật sự ngoài đời lúc mà bác gặp rồi á là nó không phải như vậy, nó không phải mà trùng tan rồi xong rồi chết một lần một giải gì đâu, hay là dắt người về đứng ngoài cửa kêu hú 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 rồi không, nó không phải vậy thôi, hay là nhiều lúc nó có gì mình không thấy chừng không. Trùng tan nó dễ ẹt à, giống như đại gia đình biết cái rế cái miếng tre mà nó đánh nó bệnh nó thành cái giống như cái đồ để nồi cơm đó. Nhưng cả tuổi bắt á thì biết nhiều chứ còn nhỏ hơn chắc khó lòng mà biết ạ.
cái rế á, là để, giống như mình bằng tre đánh bệnh là thành giống như cái bông gì đó để cái nồi cơm lên này, hay nồi canh gì đó ngày xưa hay hay để đó. Đó, cái đó đó bây giờ còn bán luôn. Khi mà bị trùng tang đó là chính bắp thấy nghe trùng tang năm á, là năm này ông này chết, năm sau là ông kia chết liền, là những người mà khiêng hòm á, tẩn á, ta biết liền hôm này bị trùng tang rồi. Rồi lúc bắt quýu cho này, tại mình nghe trên chuyện á, kể là trời trùng tang là về giết hết gia đình luôn á hả. Gia đình này có cái câu chuyện ngoài Bắc đó, giết tới mấy người đó, bao nhiêu người đó, về là chết hết bao nhiêu người đó, chết 6-7 mạng gì đó. Rồi bắt nghe bắt quýu cho này, thôi trời gì ghê vậy, rồi làm sao ông chú của ông này dễ mà cái, lấy cái rế đó, lúc mà tẩn á, ụp cái rế lên mặt cái người chết á, ụp lên cái là tẩn luôn, rồi xong rồi đi luôn à, không có về nữa. Thì đó người ta làm thì bác cũng coi thử coi năm sau có không, đâu có chết ai nữa đâu. Mà thấy nó đơn giản không, cái chuyện ngoài đời á nó đơn giản lắm, còn mà đem vô chuyện kể trời ơi, nó thấy thiêu dệt thêm mới hay chứ, phải ma hiện về đánh, bị đánh đập đồ, là lôi kéo rồi di xích cột chối rồi. Ô tôi xua ở sẵn đang nói vụ á, nó bắt xin chia sẻ luôn bác cái chuyện tâm linh đó mà. Còn cái chủ cung ba thông này bác thấy là hơi hơi nguy hiểm, hơi sao rồi đó. Giống như nhiều mình người ta biết mình nuôi cung ba thông rồi, thằng kia nó cũng biết mình nuôi, nó cũng đi nuôi con nữa đó, giống như hai nuôi gà thả nhau rồi cho đá nhau. Bác thấy nó có cái gì đó nó không đúng hả, mà nuôi cung ba thông là cũng phải làm sao chứ, còn tự nhiên mình thấy có ai cũng nuôi được, thấy đứa nhỏ nó lên nó ngồi đó nó chân như hai con búp bê, giống như là chơi trò chơi mà trò chơi nít á, trò chơi thờ bé mưa kéo màu cao đó, chờ em quên cổng trường á, giống như nó chân hai con búp bê ra cái nó để bánh trái để đó y chang con nít mà chơi, mà kiểu như chơi đám giỗ đám quải gì ngày xưa chơi đó, giờ để đó cái khui nước ra cho nó uống. Ô má ơi, sao mà ma quỷ chứ đâu phải là chuyện bình thường đâu, mà chuyện tâm linh mà sao mà làm giống như là trò chơi con nít gì trời. Ông thấy nó lạ. Bắt coi cái clip đó xong á là bắt cắt liền á, bắt không coi nó liền, bắt thấy nó không có đúng. Tự nhiên nuôi cua mưa thông là phải có linh hồn trong đó hay sao, mà có linh hồn thì đâu phải dễ đâu, đâu phải muốn làm sao mà làm đâu dễ. Trong chuyện kể á là bắt thấy có linh hồn đó, có cái linh hồn ngự trong con nhỏ đó, vậy nuôi nó thì kêu đi làm này làm kia, kêu nó giống như đi này đi đó đi kia, nếu mà làm gì thì thằng nào cũng làm được rồi, thôi nói gì nói vậy. Mà bác thấy nó giống như bác muốn tìm hiểu gì nó, nhưng mà cái đó phải ai phải, nó không có người Việt Nam đâu, nếu mà của Việt Nam mình thì có người biết, còn này của Thái Lan rồi đó, đâu có ai biết đâu. Mình thí dụ nhà cho nó là ma đi, nó là ma ăn nít đi ha, giờ mình đem về nhà, giờ mình đem vô nhà sao được, tại nhà mình là có cụ quyền thất tổ trong nhà mà, đem vô nhà nhưng mà mấy người đó quýnh nó chạy ra ngoài à, nếu mà mấy người đó mạnh, còn mà nó mà mạnh hơn nó quýnh mấy người này chạy ra ngoài à, chứ đâu thể nào vô chung được. Giờ chỉ nói đơn giản thôi, giờ tự nhiên cái nhà người ta đang ở nè, nào vô dành nó quýnh nó chạy không kịp à, thấy không, để nghĩ có đúng không. Bởi vì nhiều lúc mình bắt thấy đi cầu xin người này cầu xin người kia đó, giống như mình xin cái này xin cái kia đó, đi chùa hay đi đầy đó đó, bác nghĩ hay là đi lại ông thần ông thánh ông này ông kia đó, bác nghĩ đó mình không cần đi lại mấy người đó đâu, tại mấy người đó đâu có biết mình là ai đâu, mà mình phù hộ cho mình, người ta lo phù hộ cho dòng họ người ta chứ mắc mớ phù hộ cho mình đúng không. Còn mình chỉ đi lại cụ quyền thất tổ trong nhà mình thôi, giống như lại ông bà rồi đó, nhà tiên của mình đó thì xin xỏ người ta, chứ còn đi lại nhà người khác ai cho đâu, ta đâu rảnh là cho mình, ta biết mình là ai đâu mà cho, đúng không? Tao nghĩ là vậy, đó là ý kiến riêng của mình thôi nha. Nhưng tôi bắt cũng vậy thôi, giờ tự nhiên thằng nào lão quắc mà lại xin tiền tao đá thì mày đá nha, không? Do trong anh em dòng họ hay gì mới biết mới cho, hay bạn bè hay gì người họ biết mới được, nhưng mà bác nghĩ không nên xin.
Tại vì xin người ta cũng đâu làm được cho mình đâu. Số mạng nó có sẵn là xin làm gì, đâu có giúp gì được mình đâu. Chỉ có xin cho sức khỏe, cho đồ để đi cài thôi. Có sức khỏe là sẽ có tất cả. Còn giờ cho mày tiền một đống đó mà mày nằm bệnh viện, mày nằm chờ chết thì không như không, đâu ăn xài được. Trời ơi trời, kẹt xe má ơi, nó kẹt vài phút quá chỉnh á. Mấy mai á. Cái em trai này chắc buồn ngủ rồi, sao bay xuống dưới đây nằm người ta lúng luôn mà cho buồn ngủ á, lủi xuống nó lên không được, lúng chạy được tiếng đồng hồ tới Dallas rồi. Ghé vô đây băng cơm bắt đầu quá trời, uống cà phê tay chân rung chân hoa đậm quá mà. Cái đầu nó sừng lên luôn à. Sao lắp nặng cái đầu, đầu nặng cái đít. Nguyên khu này là cái gì cũng có, bán đồ độ xe, rửa xe, dầu bên đây. Này là xích 472 á, trên Freeway 20 á. Anh em hạn chế đậu đây ban đêm đó, đây nguy hiểm lắm. Bên đây nó an ninh rồi nó không có. Muốn đậu qua bên thằng ngược chiều lại của thằng TA đậu. Này gái hú rồi tùm lum ở trong đây á, trong này nó phức tạp lắm phải không? Trộm cướp lum. Độc quá, kiếm cái chỗ ăn cơm không có. Khu này ghê lắm, khu này tại vì nó gần thành phố á, cho nên nó phức tạp. Thường thường cái dầu nào cũng vậy á, nó cho trà nó không có một cây á. Nó gần thành phố quá, sao biến đuổi đi luôn á, nó đâu cho động ở đâu. Trời ơi, tệ nạn xã hội không á. Còn là mấy đứa con gái làm gái quá trời luôn. Đậu đó, xe ra vô hư đường hết á, rồi xe đi đuổi đi luôn. Đây gia đình thấy nóc nhà thương không? Cho nguyên con gà luôn, gà này gà gì nhỏ xíu rồi ta. Nhà trời không chặt gì hết nè, trong nhà chơi kỳ quá, chặt ra chứ. Ôi, ăn hai cái đùi là đủ rồi. Ok, nó vậy đủ đó, ăn để dành đi, bằng về nó chứ bộ. Này mới có đi có ngày à, ngày thứ hai à. Trời ơi nó đông đá, yếu, đông đá mà. Bỏ vô lại đi, chứ đông đá cái này sao mà... Rồi, 6 phút rồi. Trời này á, lạnh không lạnh phải mang vớ vô á, để cho bằng chân nó đẹp phải không? Nó chơi chứ mang nó dớ vô nó đỡ cái người mình, đỡ ấm được cái chân nó đỡ. Bữa nay trời cũng không quá lạnh lắm, vừa vừa. Đó, được rồi đó, con rồi đó. Phải, vụ này nãy đang nói vụ Kumathon á. Phải chi mà cái đó có thiệt hả ta? Nặng bắt mua một con về cho nó lái xe tải phụ đi bắt. Giống như hồi bữa qua đó, trời ơi nó buồn ngủ cái gì đâu mà thiệt luôn á.
nó buồn ngủ mà chịu không có nổi. Trời ơi, trong đời bác là sợ nhất là thiếu ngủ mà phải thức á. Trời ơi, nó khó chịu lắm. Này bác nghịch cãi nè, chứ gà đó, những trường hợp đó phải chi mà có con cua ma thông mà nó có thiệt á, mình mua con về lúc đó mình đi ngủ mình cho nó lên nó chạy phụ. Thiệt tình. Cái mời đại gia đình ăn cơm nha. Dạ. Giờ này ăn gì cũng ngon á, đói bụng rung tay chân chân, uống cà phê nó trời trời. Bữa nay không có đem ớt hay mà không có ớt. Bởi nhiều lúc bác nấu chơi, nhiều lúc anh em có nuôi cung ba thông là thiệt, đừng có giận hờn gì bác nha. À, giống như bác mình nói chơi thôi mà, phải không? Mỗi người mỗi ý kiến, mỗi người mỗi hết. Đâu có bác không phải là bôi bát đâu, bây giờ rảnh nói chơi vui. Trời ơi trời, sao ớt rồi hết ớt khổ quá vậy. Sẽ la cha nè. Trời, bác nói để bác về bác làm cái video mà bận quá trời không làm được cái video cho đại gia đình ăn mấy con đồ biển á. Để tôi coi này, chuyến này về coi có rảnh không. Đi quay cái chợ, ra mua chợ mua đồ quá sẵn làm cho đại gia đình cái đó về ăn ngon lắm. Về ở nhà mình rảnh á, mình nấu mình ăn khỏi đi. Giống như làm một cái hũ vậy đó, ăn tới 6-7 tháng luôn mới hết á. Một cái lần làm như nó tới gần 30 phao luôn mà, một xác luôn mà. Để cái này bắt về với dán tranh thủ cái thời gian bắt làm cho ngay cho anh để bắt nợ đại gia đình cái video chỉ hướng dẫn làm cái đồ ăn bình đồ biển á. Cái mà ăn nó không bắt chạy liền á, dễ giờ quá à. Okay, lên đường ăn no cắn cái bụng. Đây cái anh, hai cái anh ngồi kế bên sẽ bắt đầu nãy châu Á đó mà không biết người gì, không có qua hỏi. Nay không có hàng đậu đó, trời 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 xỉu luôn á. Nay cuối tuần người ta nghỉ hết trơn rồi, đâu qua làm việc đâu, không có hàng nằm chờ. Anh em vô mấy khu này cẩn thận sao, khu này ghê lắm. Đó ông anh bắt xe bị cướp ở đây nè. Ây da, trời sụp xuống cái lò. Giờ bắt ra 20 chạy tiếp, 20 đi về hướng Tây. Nói chung về Cali là hướng Tây, về nhà Bắc là hướng Đông rồi. Vậy thôi làm tới đó. Lâu lâu rồi có là hướng Bắc chút xíu rồi đi lên. Lâu lâu. Cái chỗ này làm nhỏ quá ta, sao mà leo lề tội vừa mí luôn bánh sao.
chỗ cho xíu hai cái tiệm giữ xe được không? Bên kia cái đây cái nữa nè. Trời đụng xe má ơi. Rồi nó đẩy nhỏ vô trong cái lùm luôn. Nó đẩy nhỏ vô trong cái thành cầu luôn, chắc ăn chuối luôn quá. Chứ không có chuối mà ăn nữa. Cảnh sát mà tới là chắc đông lắm rồi. Đó, kẹt quá trời đó không? Morning day gia đình. Trời ơi, ôi tới đây rồi quên quay phim không nhớ gì. Lũi vô được cái chỗ này là kêu là đậu đại nè, chứ không phải lũi vô đường đó. Đại gia đình giờ bắt đầu đó. Đậu đại á, đại đình thấy bắt đầu không? Như lũi vô rồi đậu luôn, ngủ luôn chứ giờ. Xin lỗi đấy, có nhiều anh em á đậu xe mà mình thấy tại sao đậu muốn kẹt cái đường là lý do đó. Giờ đuối quá thì sao giờ thôi lũi vô lăn ra ngủ luôn. Trời ơi trời. Giờ bây giờ mới đi tắm á. Còn ngày đó là vô tới Cali rồi. Nó đang bơm dầu. Anh em mà lái cái loại xe dầu tiền cũng nhiều lắm á. Lái local á. Mà họ khó lắm. Có chuyện gì là họ đuổi liền á. Tại vì phải rất là cẩn thận phải không. Cái an toàn là trên hết, dầu mà. Bởi làm mà mấy người mà ẩu làm không được đâu. Làm hội đuổi rồi mất công dính vô bằng lái nữa. Dính xấu vô bằng lái. Kê lên nấu cơm rồi chạy tiếp đi. Xíu nữa ăn. À, hiện tại là Bắc đang ở gần cuối tiểu bang New Mexico ở xứ 24 ha. Thì còn 24 mai nữa Bắc sẽ lọt vào tiểu bang của Arizona. Vô đó nó khó lắm. Cái cảm giác là khó nhất đó. Giờ trước khi vô đó mình kiểm bánh trước thấy không. Để qua bên đó nó bắt lợn cái á. Tại mỗi lần mà bị bánh mà mềm á là họ sẽ bắt mình dừng xe lại, tức là kêu sit down á. Là mình sẽ bị mất điểm nhiều lắm. Lúc đó mất công á. Trong vòng 6 tháng mà sit down 3 cái là hãng nó cho nghỉ á. Đuổi liền á. Tại mất điểm hết trơn rồi đâu còn đâu chạy được. Giờ phải kiểm cái vỏ trước. Ê, lên đường đi. Bây giờ là 10 giờ rồi. Giờ bắt chạy ra tới xe số 5 mà bắt ghé đổ dầu rồi. Rồi vô Cali thôi. Có hàng sẵn luôn rồi vô thôi. Chỗ mà chỉ lấy hàng đi về thôi. Sướng được cái chỗ đó đó. Thường mà có hàng sẵn á dễ chạy lắm. Tại mình biết làm gì làm gì á. Là mình chạy khỏe. Tới chỗ đổ dầu ăn cơm luôn. Giờ bắt ra 10 hướng Tây có đi tiếp không? 10 quét.
qua bắt pha ly cà phê uống đâu hết đâu, uống còn nửa ly luôn rồi, để lại hơn nửa ly đó, để lại sau nó chạy tưng nó ngã đổ mất tiêu. Hoa đập uống nổi, uống nó làm người khó chịu. À, hết tiểu còn 22 mai là hết tiểu bang New Mexico. Chạy đoạn đường này dưới mất nhớ luôn á, giờ này lên chỗ cầu xuống đây có cảnh sát làm đẹp trái á, chỗ đó nó bắt biết nhiêu người tính, nó nếp cho bụi lụm mà không thấy đâu, chứ đừng thấy là sát bên này. Nó cũng giống như Van Horn vậy đó, nhưng mà nó tăng tiếng hơn Van Horn tí xíu. Nó nghĩ nhà cửa trong cỡ đó. Nhà thấy nó đẹp hơn Van Horn tí. Nó thường là cảnh sát nó hay đậu chỗ này nè. Nếu mà chỗ cái lùm cây này là trái thấy không? Giờ đi đâu mất tiêu rồi không thấy nữa. 10 giờ sáng nè, chắc còn đang đi uống cà phê. Tới đây bắt đầu em chạy đâu, nó cho chạy có 65 mai giờ. Quá à, xe đẹp quá à. Kenwood ha. Kenwood thì đồ cái vàng đồ phụ tùng á nó mắc lắm. Thì nó mắc tiền thì đương nhiên nó phải mắc thôi. Với lại cái vàng sexy nó cứng lắm. Fastliner chịu không nổi nữa đâu. Bởi nó nặng lắm. Cái sức căng lên cân nó nặng lắm. Sàn vô thì ông cũng xi nhan cho tao biết trong sàn một cái ào vô. Đại ca có sàn vô thì cũng cho xa xa xíu. Đại ca quốc sát bên nè, đá nó văng lên. Lúp 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 lúp. Hết bán đồ rồi, ông có bán thịt nướng cái này cũng ngon nè, lạnh hai ông cháu bán ở đây giờ đâu mất tiêu rồi, lạnh quá mà chưa gì nói, rồi trên núi nó toàn tuyết không à, ở đây giờ thẳng vô đó luôn á là có nguyên cái làng ở trong cái giao qua hướng đi qua bể luôn á. Dầu đơn giản gì sống khỏe luôn, có cây dầu gì sống thoải mái luôn, giàu luôn. Ông anh nói ba cục dầu đó, ba cục đó là 3 triệu rồi đó. Mà của xe nhỏ đó nghe, của xe tải đâu nghe, xe tải là khác nữa. Trời ơi,
từ ở thằng Mississippi chạy ra đây 235 gallon. Rồi gió ngược nó uống dầu dữ vậy trời. Nó uống kiểu này. Rồi đầy bình dầu 800 đồng luôn. Nó uống cái này có 5,5 một gallon à. Trời ơi chạy có 5,5 gì. Yếu gì. Uống dữ rồi đại ca. Đại ca uống nhiều quá chết rồi đại ca. Đại ca uống dầu giống như uống bia rồi chết quá. Bây giờ rồi ta. Ăn cơm hay chạy tiếp. Mới cho ăn cơm đi. Ghế đây ăn cơm đi. Lũi bên phải ăn cơm. Bữa anh Long anh nó chụp hình cho bác coi đây. Trời rắn này đâu chung chung quá trời luôn. Ghê quá. Sao thấy rắn không sợ quá. Sợ sâu với rắn dữ lắm. Mà nóc nhà bác cự hoài hơn tướng nhiều sợ sâu. Trời xanh nó sợ chứ tướng gì. Tướng ấy là ngon lắm sao. Tướng mập mạp bự con là ngon sao. Chết nhát thấy bà luôn. Lũi đại đây ăn cái cho rồi. Ăn một miếng đi. Trời ơi qua gió ngược không mà. Thôi qua gió ngược không á bỏ chạy. Uống dầu quá trời luôn. Dầu lúc này đang mắc rồi uống dữ rồi bay. Mày muốn uống cái gì nhà mua bia cho mày uống luôn á. Chơi với bia mắc hơn dầu à. Bia giờ thì gần 20 đồng một kết rồi. Giờ uống chơi vui vui thì được, uống nhiều quá mệt thế bà. Quên lên miếng ga. Quay lên miếng ga, lên cái idol lên xíu cho nó. Ray cái idol lên xíu để nó giết cái bệnh á. Đó, lên cả 10, 9, 10 được, 9 được. Giết cái bệnh hư ủng. Lấy đũa muỗng đi. Đây còn cái muỗng nè. Sai cái muỗng nào đỡ tốn tiền cái muỗng đó. Cái muỗng này mày chịu lấy á. Đi vô trong cái dầu á, cái đống trong á. Nhiều lúc nó hốt trong nấm á, xài nhiều lúc mấy tháng trời chưa hết á. Rảnh nó đi mua đồ ăn nó hút nem chua cái nem này có nhớ cái năm mà đầu tiên mới Việt Nam lần á năm là lần đầu tiên xuống máy bay luôn á thấy đứa nhỏ nó bán nó gom lá chuối á thầy cũng chết luôn thấy nó bán nghìn hoài à. Nó mới lại hỏi rồi em gái bán nhiều vậy mới hỏi à là mấy bà cô à bà chặn lời thôi đừng ăn về nhà ăn gì nha ăn trong khi đó mình thèm chết rồi thấy đứa nhỏ nó bán tội nghiệp không còn nước cũng gì nữa trời xuống sân bay nước nói chuyện trời nóng nóng kinh hồn lắm mình thì khát nước thấy đứa nhỏ nó bán cái chai nước lạnh hẳn á anh thò tay lụm rồi vậy cũng không cho lụm thiệt tình trong đầu nghĩ là trời chai nước lạnh lắm mình uống một cái đã lắm ha thôi đừng lấy lắc gì nhà uống không mà trời nhà xa thấy mẹ nhớ hoài nga mới về vui á cái anh đó anh chạy bác ngồi sau lưng tài xế anh giống 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 y chang vậy nè anh ngồi đây bác ngồi đây xe 15 chỗ ngồi của tôi ta nó ngắn lắm ổng chạy mà bắt cứ đá cho cái ghế hoài à
thắng thắng phụ ông á, chứ nó băng qua băng lại nè, đạp ghê, anh đừng có đạp nữa, em đạp hồi chạy không có được, cơ hội nó chạy ghê quá mà, cứ xe ông đang cứ băng băng á, giống như anh đoán là chạy tới đó thì xe dẹt ra chạy qua đúng không, bắt thì bắt đâu nghĩ vậy, thì xe khác băng vô nữa, trời ơi bắt đạp thắng phụ anh á mà cười quá trời cười, anh đừng có đạp nữa, đạp hồi chạy không được á. Rồi về được năm thứ hai chạy hộp hà. Rồi xong rồi được năm thứ hai chạy hộp hà. Cái từ đó về sau rồi nghỉ luôn, có chạy được năm đó thôi đó. Nhưng mấy năm sau không chạy nữa, không biết tại sao luôn. Còn miếng canh ăn hết rồi. Bác về viết á, sau này bác về Việt Nam á, giống như bác có cảm giác giống như là đi qua cái nước nào đó kế bên đây chơi thôi, chứ không có thể Việt Nam đó, nó lợn á, nó bị lợn thuốc á. Ta về ta chuẩn bị rồi dữ lắm, còn bác không có đâu. Về chỉ có cái thùng đồ với cái vỏ đồ, rồi xong ở trong thùng đồ mấy cái rượu, rồi đồ mà bà nội mới gửi về cho bà nội Việt Nam, vậy là xong rồi đó. Mấy cái rượu, cái thuốc. Rồi xong. Lúc đầu về còn người này người kia rước, sao thì đâu cho ai rước ở đâu. Rồi thấy đứng sân bay cực quá, đứng chờ thân nhân nó cực quá trời, nóng thấy bà luôn. Rồi tự đi ra là tự đón taxi, tự đi về chứ rước gì. Rồi với lại sao này về chai quá, không có thèm rước luôn. Đi hoài nhiều lúc về nhà mà tao cũng không hay nữa mà. Về tới nhà chưa hay nữa. Lúc mà taxi chở tao tới đó, nhà có mấy quán cà phê ngoài đường á, taxi nó tới ngoài đầu đường, nó đậu ngay trước cửa luôn rồi. Leo xuống xe mấy bà cô chưa biết nữa. Bây giờ cái xe là biết Việt Kiều về mà không biết của ai. Tới chừng bước xuống xe mà mới biết á. Tại vì xe trong sân bay ra đó là tao giờ tao biết là Việt Kiều về đó mà không biết ai. Tới chừng xuống xe mà mới biết á. Giống như thời đó bác nghĩ giống như đi như đi chợ rồi đi hoài. Cái nem chua nói ăn nhiều không tốt nè. Nhưng mà ở nhà mấy đứa em nó làm neo á, nó cho nóc nhà cho một đống, giờ không ai ăn hết trơn, phải dán ăn nè. Mình thì trên xe tải không có ăn, tụi nó nhà nó dư đâu, nó bỏ dán nuốt đi kệ nó. Thì mình nghĩ đơn giản thôi, thằng này bây giờ đồ sống mà ủ vô đây rồi cho nó lên men thì đương nhiên là nó phải không tốt cho sức khỏe hả. Ăn ít thôi, cái gì cũng vậy á, vừa phải là đựng nhiều quá, bất cứ cái gì đi chơi cũng vậy, hay làm gì vừa thôi. Bắt đi làm quá không chịu không nổi không? Bắt đi chơi quá là tiền đâu đi. Mà lại đem cơm không? Còn miếng cá làm đại. Ôi, mở không à? Ôi, liệu phải mở. Này cá nướng mà. Mở cá không sao? Rồi, mở đây đem cơm đi làm miếng đi. Giờ ở đây là 10:30 rồi, là ở Bắc là 12:30 rồi. Có cho trà, cho trà 12:30 à. Cái hãng của Bắc á, cái số hãng cái gút á, nên tới đây Bắc bài bát có đi luôn, cho đi luôn mà. Còn không có vô xếp hàng vô thấy không? Đạp cân này rất là khó lắm. Vô đây bắt đủ thứ, bắt bánh xe, bắt hộp lực. Thường mấy cái vỏ mòn rồi vô là bị nó dịch ra hết à.
tuyết của cái núi, cái đầu á, tuyết trắng bốc phải không? Nó lạnh lắm. Cái zona này mùa hè nóng nóng ghê lắm, trăm mấy, trăm mười mấy. Còn tới mùa đông nó lạnh lạnh ghê hồn. Đang lên dốc núi thì gặp chiếc xe chiếc giáp nè, này không có súng hết ta, qua nhìn ngầu quá hả, thì chắc chở lính quá hả. Chứ có cái treo lò phải lớn lắm mới chở được. Đá này có mấy hộp đá nó treo treo ghê thì bắt thấy sợ luôn á. Ở thiên nhiên ghê quá ha. Nó leo nó chồng chồng lên nhau nhìn lớn lắm. Bữa nào bắt ngừng đây bắt leo núi bữa. Ghê, nhìn thấy ớn mà leo lên đè chết á. Bây giờ là 4:30 chiều rồi. Bác sắp sửa hết tiêu bản Arizona, chắc còn khoảng chừng 80 mai nữa. À, đây chim quá trời, con chim à. Xuống đi bộ là vui rồi, thấy người ta đi quá trời. Mình bắt trước đi theo chứ. Cho nên xanh điệu mà. Cái này giống cây gòn á hả. Mùa này không còn cái lá nữa. Bắt đã vào tới cái biên giới của California. Đại gia đình còn nhớ cái dòng sông này không? Mùa hè năm rồi bắt xuống đi quay phim đó. Thôi giờ nó cạn queo rồi, rất ghê quá hả. Thôi bữa nay xe đông quá mà. Rồi bên đây nè, nó cạn queo lồi xình lên cái ghê hả. Hấp về Cali chứ không có mưa là sao mà thiếu nước là gì. À, đại gia đình thấy cái thùng, cái số thùng bên phải không? Nó để là 101, hai gạch là in á. Size width là cái chiều ngang, chiều rộng á, chiều ngang của cái thùng á. Anh em mua thùng mới nhớ nha, đừng có mua cái số thùng đó, nó có 101 in à. Của thùng Bắc á là 102 in. 101 in á, có nhiều lúc á mình không có chở mấy cái ba lần nước ngọt được đâu nha. Có nhiều cái loại lô hàng á mình chở mà được. Đó, lại định thấy không đó, mà bên phải nó 101 hai gạch là in đó. Size width là cái chiều rộng của nó, cái size của nó đó. Mua thùng nhớ mua lựa, đừng có lựa mấy loại thùng đó. Có nhiều lô hàng nó hỏi mình á, đưa cái số thùng cái size ra nó không cho mình lấy hàng đâu á. Hello sir, good. Thank you sir. Đưa đại ca coi cho nó vui á, cho đại ca biết cái gì đâu mà đại ca coi không biết nè. Giả bộ dùm dòm nó vui á. Đây
ca làm như là đại ca rành lắm mà đại ca nhìn rồi vô ôm đâu lỡ quạt lõi đâu. Thật sự biết đại ca không có biết cái gì đâu mà nó vô công trường nhỏ này hôm qua để mình lấn ra ngoài mới quẹo hết rồi. Giỡn các bạn, tờ cảnh sát theo mình luôn kìa. Theo mình xong rồi nó vô trong đồ, nó mua đồ ăn nè. Trời hết hồn. Hết hồn luôn bạn ơi. Thế bây giờ trời mưa quá, giờ làm sao ta. Xuống coi cái này. Mình đã tới cái Cuba To nè. Đúng nãy đi đường này vô cũng được nè. Đường này cũng nhỏ. Nói chung đường nào cũng nhỏ hết á. Trời mưa gió quá à. Vậy là sáng nay giao đây nè. Họ lấy cái này họ chặn lại, họ sợ. Họ sợ mình giống như ăn cắp đồ á. Chắc ở đây chắc mất đồ chưa lắm á. Bước mấy giờ làm việc thôi bước thôi. Khi mình đổ xác vô mình ngủ đi. Để ra coi cái tiệm này tiệm gì. Như tiệm đó là tiệm bóng bông á. Bây giờ cũng là 9 giờ rưỡi à. Mình đi ngủ đi. Sáng 7 giờ vô check in đó. Mà không thấy mấy cái bảng này nó cấm. Thấy không? Thấy bảng cấm mình đâu được. Tại vì trước khi nó phạt nó chỉ mình cái bảng á. Còn này không, không thấy. 7 giờ sáng là mình cũng đi rồi. Bên đó nó mở cửa là mình vô. Ây xa trời ơi. Ngủ ngay cho nó đã đi trời. Bù lại mấy ngày trước rồi. Good night đại gia đình nha. See you tomorrow đi. Trời trời ơi. Ngủ cho nó đã. Good morning đại gia đình. Trời ơi. Mưa quá trời mưa luôn, mưa từ qua giờ. Nó mở cửa rồi chạy vô được rồi đó. Thử cái gì có dừa chiếc xe không mới đã. Cái cây nó dướng. Mày đã biết dừa không đó. Cây chạy thử coi. Họ để là 8 giờ mở cửa, mới có 6 giờ mấy 7 giờ họ mở cửa. Ở cái cây này bên phải không biết dừa không, nên nó dướng cái cây không. Con ơi trời ơi trời, sáng sớm mà phải chạy vòng lại mệt lắm á. Không vừa là phải ra ngoài chạy lại á. Ừ vừa rồi mừng quá. Trời ơi vừa bí luôn á, cách găng tay. Mưa tới chiều luôn á, bắt coi trên thời tiết á.
giờ xuống hàng thôi. Được, cái này xuống nhanh lắm, xuống tốc hành. Xuống 30 giây là xong rồi. Đây, mình cứ gỡ ra cho nó chạy xuống ha. Ok, bác xin end cái video đây luôn ha. Cảm ơn đại đình đã xem video bác nha. Bất cứ ý kiến gì xin cứ comment nha ha. Ok, bye bye đại gia đình. Happy New Year. Chúc mừng năm mới nha.